Hello, xin chào các bạn đến kênh livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn. Thì hôm nay bác sĩ vừa thực hiện xong cái ca nâng cấp vòng 1 này trong em khách hàng này đó, cũng còn rất trẻ. Thì mong muốn của em cũng muốn là không ảnh hưởng tới việc cho con bú sau này. Thì các bạn có thể xem hình ảnh trước khi làm nha các bạn. Đây, em này là có một cái bầu ngực gọi là siêu phẳng, hầu như là không có ngực gì hết và rất là ốm nha các bạn. Không có mô gì hết. Thì bác sĩ đã đo đạc và tính toán chọn xe túi và chọn loại túi nào nó phù hợp. Đây, sau khi làm các bạn có thể nhìn thấy đây. Khe ngực rất là khít nha các bạn. Mặc dù không có mô nhưng mà bác sĩ đã chọn cái loại túi để làm cho nó có độ lại tự nhiên, không phải như một cái bát úp lên nha các bạn. Bầu ngực rất tròn, đều hai bên và không bạc. Đây, thì những trường hợp như thế này chúng ta chọn không khéo thì nó sẽ giống như một cái bát úp lên. Vâng, vậy bạn nào có ngực nhỏ, ngực lép hay là ngực xa trễ thì các bạn đừng ngần ngại liên hệ trên fanpage của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn nha các bạn. Vâng, xin chào các bạn.